Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay sẽ là ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ Tết. Miền Bắc thời tiết lúc này vẫn đang khá dễ chịu, cả miền Bắc có sương mù nhẹ. Trong đó, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ thì có mây nhiều, còn ở tại khu vực phía Tây Bắc Bộ thì đã có nắng. Nền nhiệt ngoài trời ở hầu khắp khu vực vẫn phổ biến ở dưới mức 20 độ nên trời vẫn còn rét. Dự báo tình trạng mây nhiều ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ chấm dứt sau 9 giờ sáng và trời sẽ chuyển nắng trở lại. Nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay sẽ tăng lên ở mức 24-25 độ. Độ ẩm trong không khí tăng lên trên 65% nên cảm giác hanh khô sẽ không còn. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây. Vì thế, ở trong ngày hôm nay trời vẫn còn nắng sớm. Mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 25-28 độ. Tại một số nơi ở khu vực Lai Châu hay là Điện Biên, nhiệt độ vẫn cao trên 29 độ, trời tiếp tục nắng ấm. Ngày nghỉ Tết cuối cùng ở các tỉnh thành phố miền Trung thời tiết cũng khá dễ chịu vì lúc này từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận không còn nơi nào có mưa. Khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, nhiệt độ đang thấp khoảng từ 17-20 độ nên trời rét nhẹ. Trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ đang cao từ 19-23 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết miền Trung tiếp tục tạnh ráo và có nắng. Tuy nhiên, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ hửng nắng nhẹ, cộng thêm mức nhiệt nền đang thấp sẵn, nên nhiệt độ ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng từ 24-27 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng mạnh hơn, nên nhiệt độ cao hơn trong khoảng 28-31 độ. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ có nắng mạnh, nhiệt cao. Nền nhiệt cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên sẽ ở mức từ 29-32 độ. Tại khu vực Nam Bộ, mức nhiệt từ 33-35 độ và nắng nóng vẫn sẽ xảy ra cục bộ ở khu vực miền Đông của Nam Bộ. Trên biển, khối khí lạnh yếu đi, trường gió đông bắc trên các vùng biển cũng giảm cấp theo. Ở khu vực phía bắc và giữa của biển Đông và khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Khu vực phía nam của biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc sẽ ở mức cấp 5. Riêng phần phía tây của khu vực Nam Biển Đông, cũng như vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, trong ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-3 mét khiến cho biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước. Thank you.